đây là ngã tư Đức Lập. Lúc này là 6 giờ đúng buổi sáng sớm và các bạn hàng đang dọn hàng. Chụp cái hình nha. Thú cưng xong thì bắt đầu làm. Ở đây không có miễn trả giá, ăn nói thật thật tình, giá nhất định. Tức là mình chỉ lựa cá thôi và đưa anh ấy tính tiền và anh làm cá thôi à. Không có dụ nó thấp. Đây quê mà bạn nói thiệt là nó lắm đâu cả. Dạ. Đây anh làm rất là nhanh. Đó các bạn thấy không? Làm nhanh, làm từ khôi ra không? Đó. Rồi xong, đây là bà xã của anh Phú đây. Đây là bà xã anh. Đây là chân dung của anh Phú. Hôm nay bán hết sớm nha. Thank you.
Dạ đây là quầy dừa của ở ngay ngã tư Đức Lực của chị sinh gì? Của chị Thúy à. Đây, chào chị Thúy. Dạ chị. Dừa. Chị làm rất là hay. Cho chặt dừa nghệ thuật ghê nha. Nào. Đó. Đó nghe mấy chị. Trời bán hàng vui vẻ là số 1 ha. Đúng không? Dạ. Bán hàng chỉ cần ok, vui vẻ là ok rồi, không có cần là vậy à, không, chị. Ok đúng rồi. Xấu đẹp miễn có duyên là được rồi, nghĩa là bán hàng vui vẻ là người ta đến. Cách nào người ta cũng thích cái sự vui vẻ hết. Đó, thấy chặt không? Thấy người đẹp chặt dừa chưa? Nhanh. Thấy nhanh không? Hay không? Dạ, đây, rất nhanh, rất hay. Rất nhanh, rất hay, nhìn mê luôn nè. Cái chủ đó nó còn hay hơn nữa đó. Dạ. Đây Uxin thôi. Dạ, Uxin hay lại gì, miễn là bán đắt cho chủ là ngon lành ok. Đây là chủ ấy vừa nè. Đây. Chị bỏ tôi đó chị. Rồi cảm ơn chị nhiều nha, chúc bán đắt nha. Con người dễ thương quá, dễ thương. Rồi chào chị Thúy nha, chúc bán đắt nha. Đây, đây là chị chủ và cái ấy dừa hồi nãy chị tên Thúy. Dạ. Cái ra ấy dừa cho khách hàng. Dạ. Rồi. Rất là năng động. Và rất là vui vẻ. Đây là chị Thúy chủ hàng sắp dừa hồi nãy, rất là vui vẻ, rất là năng động. Chào chị nha, chúc chị bán đắt nha. Dạ em chào chị. Chào cô bán cá. Cái đây là rất là vui vẻ, đây chị đang làm cá, đây là con cá rô phi. Cá rô phi đây à. Dạ. Chị đang làm. Ở đây nói chung là người dân Đức Lập rất là hiền hòa, hiếu khách và vui vẻ, buôn bán thì thật thà. Quý vị có về Đức Lập thì ghé cái ngã tư, tất cả dân dùng ngã tư Đức Lập này rất là dễ thương. Về quê coi cho thêm chi gì. Dạ. Chân rất là hiền hòa. Trời ơi, để quảng cáo cho cả thế giới biết là dân mình ở từ vùng miền như thế nào. Rất là làm giỏi giang siêng năng và tận cù đúng không? Dạ. Thôi chào chị nha, chúc bán đắt nha. Dạ.